Học tiếng Anh thì một đường, còn luyện nghe thì sẽ rơi vào hai trường hợp như thế này. Không có tài liệu luyện nghe mà em về nhà em lên YouTube ấy, em gọi những cái chủ đề mà mình học ở trên lớp á, xong rồi em nghe thật nhiều vào được không nào. Loại số 2. Em ơi, thầy có tài liệu nghe này về chủ đề này, em về em luyện nghe nhiều nha. Nghe nhớ này, nghe nhiều là nói giỏi được không? Người nghe giỏi thì nói rất hay được không nào. Cho nên về cứ luyện nghe đi, rồi em luyện nghe bao nhiêu rồi thầy làm sao thầy quản trị được thầy. Ô cái này là về cái phần tự học rồi em, cái này là phần tự học rồi em phải làm, em không làm em thất bại á, nhưng mà giáo viên không nói gì đâu. Nhưng bạn chắc nó sẽ dạy cả nhà, bạn chắc nó sẽ dạy. Thì bạn luyện học tiếng Anh mà không luyện nghe mà giáo viên cứ lười khuyên nó thôi, lười khuyên huyền thoại của giáo viên là gì? Em ơi, về nhà luyện nghe nha, nghe nhiều mới tốt. Nhưng mà học viên mình có nghe không? Nghe nhiều nó ít. Ừ, các em về nhà luyện nghe chưa? Dạ nhiều rồi thầy, nhiều là mấy tiếng về em nghe được mấy chục lần á. Okay. Mấy chục lần là nhiều dữ chưa? Rồi, và nếu các bạn để ý này, nếu mà các bạn học một cái tài liệu nào đó mà giáo viên không có tài liệu nghe, chắc chắn fail, chắc chắn thất bại. Giáo viên có tài liệu nghe và các giáo viên chỉ có lời khuyên cho các bạn thôi là về nhà nhớ luyện nghe nha, thì 90% các bạn bị thất bại tiếp. Được không nè? Tại vì học tiếng Anh mà các bạn không luyện nghe, suốt ngày cứ lên 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 lớp cái luyện nói vài câu xong giáo viên sửa, xong rồi bên đem bài tập về nhà làm, giáo viên lên lớp lên viên sửa, xong rồi cho luyện nói, rồi mỗi tuần một chủ đề đấy, rồi cuối tháng thì làm bài test cho lên luyện nói. Và chứ vậy thất bại ngay tuần đầu tiên rồi, cái tuần đầu tiên bạn học là bạn đã thất bại rồi, được không nào? Thứ nhất không có luyện nghe thụ động, không 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 có luyện nghe không tại không tại vì các bạn có luyện nghe mà các bạn chỉ nói là nghe nhiều thôi. Đối với các bạn nhiều lâu nhiều nhiều là trên 2 lần, và em nghe chắc mấy lần ở đây là các bạn nghe nhiều rồi, nhưng bấy nhiêu nó không là cái thứ gì cả đối với cái não bộ này. Cái não bộ này nó càng nghe nhiều đến cái nỗi á, nghe nhiều đến nỗi nha, mà nhắm mắt nó cũng hiểu nữa. Còn các bạn thì sao? Các bạn chỉ nghe được ý chính không mà, xong rồi các bạn giả lập, các bạn tưởng tượng là à chắc mình ngon rồi, mình sẽ nghe được hết đấy. Alright, thì đa số chúng ta sẽ bị fail và chắc chắn ngoài sẽ bị fail thôi. Và các bạn không tin đúng không? Đây, những người nào đang xem video này là các bạn đã... các bạn là những nhân chứng sống. Ok chứ nào? Cho nên các bạn nhớ nè, nếu mà giáo viên không có tài liệu nghe hoặc là có tài liệu nghe cho các bạn mà lời khuyên huyền thoại là các em cứ nhảy về nhà luyện nghe nhiều vô nha, thì tốt nhất đừng học giáo viên đó. Từ giờ nè, đừng học giáo viên đó. Giáo viên có tâm lắm đi nữa nhưng mà vô dụng lắm. Vô dụng ở đây là cái phương pháp học nó không hiệu quả, như là phương pháp học ở trên lớp ấy, thì bạn sẽ thấy hiệu quả. Nhưng mà theo đường dài á, các bạn học sâu 1 tháng thôi là các bạn sẽ cảm thấy là tự nhiên mình bị đứng rồi. Ai ở trong đây đang xem video cảm thấy là mình lúc đầu mình học hồ hởi lắm, nhưng mà sau 1 tháng mình bị đứng không? Mình cảm thấy là sao mình giờ nghe nó không được ta. Nghe nó không được là chuyện tất nhiên, hiển nhiên, theo quy luật tự nhiên là nó sẽ xảy ra, được không nào? Tại vì không đủ số lần lặp lại và không đủ số lần nghe thụ động để cho lỗ tai mình bắt kịp đi âm thanh. Thế các bạn suốt ngày bạn học bằng mắt không à, chứ lên nó nói vài câu xong thì good 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 you're very good you improve đấy. Chứ đem cái mấy câu đó về nhà xong đắp mền ngủ, rồi 1 tháng sau là thấy mình đắp một cục tinh luôn. Alright, and I'll see you. Alright, nếu các bạn muốn tìm một cái nơi mà đảm bảo cho các bạn chỉ cần làm theo thôi, 100% thành công. Biết địa chỉ đi tìm rồi đúng không? Anh đã xì ạ.